lại đồ chơi của anh em mình rất nhiều đồ chơi. Hay là bây giờ anh em mình đi lấy đồ chơi ô tô ra chơi đi. Vâng. Oh no!
phải nhớ đồ chơi phải thật sạch nha. Nếu đồ chơi của chúng ta mà không sạch chúng ta hãy mang đi rửa. Rồi anh em gọi nè.